Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trên tay của mình ngày hôm nay là có chiếc Realme Q5 và Redmi Note 12. Như vậy là trong một video mà có hai chiếc máy kề kề như thế này thì chắc chắn là video so sánh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào chi tiết video để xem rằng là đâu mới là chiếc máy giá rẻ đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại nhé. Cả hai con này đang có cùng tầm giá luôn là chỉ khoảng 4 triệu rưỡi thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video. Điện thoại hay đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất đến điện thoại hay 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Và mình cũng xin cảm ơn điện thoại hay đã hỗ trợ cho mình chiếc Realme Q5 này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể là kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Đầu tiên là mình sẽ nói về mặt thiết kế của hai em này. Nói chung ấy là như các bạn có thể thấy này, thiết kế thì đối với lại Realme Q5 nó là một cái chiếc máy ra trước so với Redmi Note 12. Và nếu như quan điểm cá nhân của mình thì mình sẽ thích cái form thiết kế của Redmi Note 12 hơn so với lại Realme Q5 các bạn nhé. Realme Q5 thì có một kiểu gì đó nó chưa thật sự là hợp gu lắm, tại vì nó cảm giác nó cứ hơi bị bao công quá đà ấy. Còn đối với lại Redmi Note 12 thì nó hơi vuông vắn hơn một tí, trong nó cứng cáp và nó mạnh mẽ hơn, nó phù hợp với lại cái gu của mình hơn. Đấy, còn chất liệu thì cả hai con này nó đều được làm từ nhựa thôi, không có gì đáng để nói nhiều cả. Xem đến cái phần mặt trước ấy, thì viền trên Realme Q5 nó sẽ dày hơn một tí xíu các bạn nhé, khi mà so với lại Redmi Note 12. Dù sao thì cũng là hai chiếc máy giá rẻ nên là khó có thể đòi hỏi được về mặt thiết kế này. Thứ camera selfie thì trên Redmi Note 12 nó sẽ nhỏ hơn, nó đẹp hơn. Viền đen nó không có dày như là trên cái chiếc Realme Q5 các bạn nhé. Đấy, tổng thể thì mình sẽ đánh giá cao thiết kế trên cái chiếc Redmi Note 12 nhiều hơn. Cả hai con này thì đều có jack tai nghe 3.5 và không có loa kép. Loa thì nếu như mà xét về chất lượng loa đơn thì Redmi Note 12 10, còn Realme Q5 này nó sẽ nằm ở mức 8 thôi các bạn nhé. Đấy, nhìn chung thì với một cái chiếc loa mà thuộc cái phân khúc giá rẻ thì cũng không có gì để nói nhiều cả. Mình cứ đưa ra một cái điểm số như thế để cho các bạn có thể dễ hình dung được về cái mặt chất lượng. Sang đến cái phần màn hình thì đây sẽ là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, khi mà trên chiếc Redmi Note 12 chúng ta sẽ có là một cái tấm nền AMOLED, còn đối với lại Realme Q5 thì chỉ là IPS LCD. Về mặt độ sáng thì nói chung là nếu mà trong điều kiện bình thường như thế này bật đẩy lên cái mức sáng tối đa ấy, thì Redmi Note 12 nó sẽ sáng hơn chắc chắn rồi. Tuy nhiên thì cái sự chênh lệch này nó không quá là đáng kể, rơi vào đâu đó chắc tầm khoảng là 700 nits, còn con Realme Q5 này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 550 đến 600 nits. Đấy, nó chênh khoảng hơn 100 nits như thế. Trừ khi các bạn ra ngoài trời thì lúc đó thì cái độ sáng 1200 nits mới được kích hoạt trên cái chiếc Redmi Note 12 này. Lúc này thì không có gì để chê nữa về mặt độ sáng và không thể nào mà đánh giá cao Realme Q5 được nữa, nó hoàn toàn lép vế so với lại Redmi Note 12 luôn. Còn về chất lượng tổng thể thì nếu như trong điều kiện bình thường thì dùng cái tấm nền IPS này trên cái chiếc Realme Q5 nó vẫn cực kỳ là ok. Nó không có gì để mà chúng ta phải lăn tăn cả, độ sáng cao, màu sắc thì trung tính. Và cái phần viền bị ám đen ở đây thì mình thấy nó cũng khá hạn chế. Chủ yếu là nó ám đen nhiều nhất ở cái cụm camera selfie thôi, chứ còn lại viền xung quanh thì nó làm rất là ok các bạn nhé. Đấy, chất lượng hiển thị thì thôi tiếp tục là cộng một điểm nữa cho Redmi Note 12. Tại vì dù sao nó cũng là một cái chiếc máy ra sau chứ không phải là ra trước, cho nên nó có cái thời gian quan sát đối thủ cũng như là tìm cách triệt hạ được đối thủ luôn. Ok, rồi tiếp đến là chúng ta sẽ nói về phần hiệu năng đi. Hiệu năng thì một bên thì sẽ là Snapdragon 4 Gen 1 và một bên thì sẽ là Snapdragon 695. Thực tế thì cả hai con này nó chả khác gì nhau mấy các bạn à. Thật sự gần như nó không khác gì nhau ấy. Đấy, cho nên về mặt hiệu năng mình có thể đánh giá là hai con này nó ngang nhau được. Tuy nhiên thì về cái giao diện và kiểu hỗ trợ chơi game, tính năng chơi game và thứ này kia ấy, thì con này nó không có đa nhiệm tốt như là bên cái chiếc Redmi Note 12 nhé. Đây là cái cách quản lý đa nhiệm của Realme rồi, tức là vào chỉ tầm khoảng 1-2 app thôi là nó đã bắt đầu nó reload app rồi. Đấy, để nó tập trung nó tối ưu cho cái ứng dụng mà chúng ta đang chạy thôi, chứ nó không có cho chạy những ứng dụng chạy nền. Đấy, mà nó cũng không có giữ lại luôn. Đấy, kiểu thế, cho nên là thành ra là các bạn cứ hiểu một điều là đa nhiệm thì nó sẽ khó để có thể so sánh được với lại cái chiếc Redmi Note 12 này. Cả hai chiếc máy này thì về mặt thực tế là chưa có phiên bản quốc tế đâu các bạn nhé. Chưa có phiên bản quốc tế, tuy nhiên là nó vẫn đều có thể là cài được tiếng Việt rồi. Mặc định sẵn trên Realme Q5 ấy thì chúng ta cũng đã có tiếng Việt. Còn đối với lại Redmi Note 12 thì chúng ta sẽ cài bằng một cái ROM Vietsub. Cái ROM Vietsub này thì mình thấy rằng là ưu điểm của nó là nó không có app rác các bạn nhé. Dùng rất là sướng luôn, rất là nhẹ. Đấy, nhẹ nhất có thể rồi, chỉ có mỗi cái linh hồn là MIUI thôi, chứ nó sẽ không có những cái tính năng ROG đi kèm kiểu thế. Đấy, cho nên là tổng thể thì mình thấy là trải nghiệm trên cái chiếc Redmi Note 12 này nó vẫn rất là ngon. Hiệu năng cái thứ này kia là bung bét hết, thoải mái, vào game được unlock max setting nữa. Còn đối với lại Realme Q5 thì nó vẫn như là một cái chiếc máy bình thường thôi, không có gì đáng để nói nhiều. Với hiệu suất là Snapdragon 695 ở thời điểm hiện tại thì nó xem so với lại Snapdragon 4 Gen 1. Đấy, mình xác nhận là như thế. Nhưng mà về
tâm tiền, thì chúng ta sẽ thấy rằng cả hai con này nó nằm ở mức giá là 4,5 triệu. Thì Realme Q5 nó sẽ có RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB, trong khi là Redmi Note 12 này thì nó chỉ có là 4GB RAM thôi. Nhưng mà như mình đã nói thì Realme ấy, thì kể cả là RAM nó 6GB đi chăng nữa ấy, thì trừ khi các bạn cài ROM Global thì nó mới có thể là fix được cái phần đa nhiệm này. Còn không thì nó cũng chỉ là lót 1-2 app là cùng thôi, nó không có cho chạy nền app. Cho nên là 6 nó cũng không có mang lại ý nghĩa gì cả. Các bạn nhé. Về camera, mình sẽ chọn hai điều kiện khó để so sánh luôn. Đầu tiên là trong điều kiện ngược sáng, và thực tế nó còn có thêm một lớp bụi mờ nữa, giống như sương mù vậy. Thì Redmi Note 12 rõ ràng là xử lý kém hơn so với lại Realme Q5. Tòa nhà trên Redmi Note 12 nó tối hẳn luôn, và khi zoom lên ấy thì ánh trên Redmi Note 12 bị noise rất là nhiều. Việc này là để giúp cho có chi tiết tốt hơn, nhưng khi nhìn sang Realme Q5 ấy thì phần mềm đã xử lý noise rất sạch sẽ, trong khi chi tiết thậm chí còn tốt hơn so với lại Redmi Note 12. Còn trong điều kiện thiếu sáng thì cũng tương tự như là ngược sáng vậy. Ở đây chi tiết và màu sắc của Realme Q5 cũng thể hiện vượt trội hơn so với Redmi Note 12, khẳng định vị thế số 1 camera của Realme trong phân khúc giá rẻ này. Về phần pin và sạc thì chắc chắn là Realme Q5 nó sẽ vượt trội hơn rõ ràng rồi, khi mà chúng ta sẽ có là một viên pin với dung lượng là 5000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 65W. Khi mà so với lại sạc 33W thì chắc chắn là nó thấp hơn gấp đôi mà. Nhìn vào thông số thì các bạn có thể thấy rõ được luôn, nên là mình cũng không cần phải chứng minh gì nhiều cả. Thì tổng kết lại, nếu mà xét về mặt thiết kế, theo quan điểm cá nhân của mình sẽ ưu tiên lựa chọn Redmi Note 12. Cơ bản Redmi Note 12 nó không phải là đẹp đâu, mà nó nằm ở một cái mức gọi là trung tính, và nó phù hợp với lại cái gu cứng cáp của mình, nam tính của mình. Kèm với đó là về phần màn hình thì chắc chắn cũng sẽ tốt hơn so với Realme Q5 rồi. RAM thì mặc dù có dung lượng thấp hơn nhưng mà đa nhiệm nó lại tốt hơn, xét theo cái ROM nội địa tại Trung Quốc các bạn nhé. Hiệu năng thì xem nhau rồi. Rồi là camera thì bên cái chiếc Realme Q5 nó sẽ nhỉnh hơn. Còn về phần pin và sạc thì sẽ là tiếp tục một điểm cộng nữa cho cái chiếc Realme Q5 này. Tổng thể thì nói chung là tùy thuộc vào gu của mỗi người thôi. Realme Q5 thì hiện tại đang được bán tại Điện Thoại Hay, còn đối với lại Redmi Note 12 thì hàng đang về, cho nên phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa các bạn nhé. Và đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn theo đâu ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video. Xin chào và hẹn gặp lại.